Con người sống giữa trần gian, buồn vui, sướng khổ, gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu, mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm, đừng lay động lòng. Từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng.